Đại Bồ Tát ấy khi quán như thế, chẳng đắc tự tánh của sắc, chẳng đắc tự tánh của thọ tưởng hành thức, chẳng đắc tự tánh của nhãn xứ, chẳng đắc tự tánh của nhĩ tý thiệt thân ý xứ, chẳng đắc tự tánh của sắc xứ, chẳng đắc tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắc tự tánh của nhãn giới, chẳng đắc tự tánh của nhĩ tý thiệt thân ý giới, chẳng đắc tự tánh của sắc giới, chẳng đắc tự tánh của thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng đắc tự tánh của nhãn thức giới, chẳng đắc tự tánh của nhĩ tý thiệt thân ý thức giới, chẳng đắc tự tánh của nhãn xúc, chẳng đắc tự tánh của nhĩ tý thiệt thân ý xúc, chẳng đắc tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắc tự tánh của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắc tự tánh của tất cả pháp hữu lậu, chẳng đắc tự tánh của tất cả pháp vô lậu. Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, phát sanh tin hiểu sâu sắc. Đại Bồ Tát ấy đối với sự việc như thế sanh tin hiểu rồi, có thể hành pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đại Bồ Tát ấy khi tu hành như thế, đối với tất cả pháp hoàn toàn không chấp trước, nghĩa là chẳng chấp trước sắc, chẳng chấp trước thọ tưởng hành thức, chẳng chấp trước nhãn xứ, chẳng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng chấp trước sắc xứ, chẳng chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng chấp trước nhãn giới, chẳng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng chấp trước sắc giới, chẳng chấp trước thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng chấp trước nhãn thức giới, chẳng chấp trước nhĩ tý thiệt thân ý thức giới, chẳng chấp trước nhãn xúc, chẳng chấp trước nhĩ tý thiệt thân ý xúc, chẳng chấp trước các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng chấp trước các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng chấp trước địa giới, chẳng chấp trước thủy hỏa phong không thức giới, chẳng chấp trước nhân duyên, chẳng chấp trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng chấp trước vô minh, chẳng chấp trước hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu, não. Chẳng chấp trước bố thí ba la mật đa, chẳng chấp trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa.